Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh Muốn Review Gì. Chúng ta đang có mặt ở tại showroom World War Gun ở trên đường Trần Hưng Đạo, ở đây là tại số 120 đường Trần Hưng Đạo. Thì ngày hôm nay xin mời tất cả các bạn cùng với lại Hoàng, chúng ta cùng tham quan cái showroom World War Gun, và Hoàng cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe mà Hoàng nghĩ rằng nó cũng rất tuyệt vời. Mà các bạn chúng ta theo Hoàng vào trong showroom nha. Ok. Chào Tâm. Dạ, chào anh Hoàng. Ok. Hello, hello em. Rồi, xin giới thiệu mọi người, thì đây là cái showroom World War Gun ở tại đường Trần Hưng Đạo đây các bạn. Thì ở tại đây thì cũng trưng bày rất là nhiều những cái mẫu xe đến từ cái hãng World War Gun của Đức. Thì ở đây chúng ta thấy cũng có khá là nhiều cái dòng xe nè. Ở đây mình có những cái dòng, ví dụ dòng lớn, dòng SUV, thì chúng ta có dòng T-Gun. Đây là cái mẫu Tiguan Luxury S, một trong những mẫu khá là mới đúng không Tâm? Đúng rồi. Mẫu này thì hiện năm 2019-2020 thì là dòng SUV xe Đức bán chạy nhất thuộc top. Dạ. Một cái dòng SUV rất là đẹp các bạn ha, rất là ok. Nếu mà các bạn quan tâm thì chúng ta chú ý nha, mẫu Tiguan. Thì mẫu xe nhỏ hơn thì bên này chúng ta có cái dòng chuyên dành cho đi trong đô thị nữa các bạn, đó là dòng Polo Hatchback. Đó, những cái dòng nhỏ này nhìn rất là đẹp và cũng rất là gọn gàng, dành cho những người chúng ta mới lái nè, hoặc là chúng ta có nhu cầu di chuyển trong đô thị cho nó gọn nhẹ, tinh giản, điều khiển xe cho nó thật là linh hoạt, thì các bạn có thể dùng những cái dòng nhỏ này, dòng Polo Hatchback đúng không Tâm? Dạ đúng rồi. Ok. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho khán giả chiếc xe gì Tâm nhỉ? Dạ, hôm nay thì em và cùng anh Hoàng giới thiệu cho quý khán giả là dòng xe phân khúc hạng D là Passat Promotion, được nhập khẩu chiếc từ Đức. Thì xin mời quý vị khán giả cùng anh Hoàng và cameraman mình tiến lại chiếc Passat. Ok, chúng ta cùng đi qua nha các bạn. Háo hức quá. Không biết là cái chiếc Polo xin lỗi các bạn, cái chiếc Passat dòng sedan hạng D này thì như nào. Wow, đây các bạn, đây chính là cái chiếc Passat đến từ hãng World War Gun nha các bạn. Đây là phân khúc sedan hạng D. Thì chiếc này thì một số những cái đối thủ của nó thì các bạn cũng có thấy, ví dụ như là anh thấy có thể là Toyota Camry hoặc là Honda Accord hoặc là Mazda 6. Như Đức thì nó là sẽ là C200. Nhưng mà thằng Passat này là phân khúc D, nó rộng hơn con C200 nhiều. Anh ngồi phía trong hàng khách á, anh ngồi nó rộng rãi, thoải mái hơn, và tiếng cốp nó cũng rộng hơn. Ok. Dạ. Rồi. Tạm thời bỏ qua các đối thủ nha các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau mình tìm hiểu xem về cái ngoại thất cũng như là cái nội thất của cái chiếc Passat này như thế nào. Rồi. Chắc chúng ta đang thấy rõ ngay trước camera thì đây là cái phần đầu xe của cái chiếc Passat này các bạn. Đó, thì phía phần đầu xe thì Hoàng thấy là nó cũng khá là đẹp nha các bạn. Ở đây thì ở giữa chúng ta có cái logo World War Gun rất là đẹp và rất là nổi bật ở đây. Phần ca giăng tản nhiệt ở đây thì chúng ta thấy là có những cái chi tiết mạ chrome ở đây. Đó, nhìn tạo cho cái con xe phía trước là nó thể thao hơn, nhìn nó kiểu dáng nó sang trọng hơn. Cái thứ hai em xin giới thiệu với anh Hoàng, với quý vị khán giả là cái khung xe của dòng xe Passat này là khung xe liền khối và được nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Đức về, cho nên là cái độ đậm chắc và cái độ bền của xe cực kỳ bền và cực kỳ chắc chắn. Anh chị anh biết là anh Hoàng có thể sờ vào lớp tôn của các bạn thấy là cái lớp tôn ở trên này rất là cứng luôn các bạn. Thật sự đây là một cái chi tiết mình thấy là các bạn thấy là những cái dòng xe cũ Đức mà nhập nguyên chiếc về thì cái hệ thống khung gầm của nó này kia và cái vật liệu mà cấu thành lên thì nó rất là chắc chắn. Điều này nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác khi mà các bạn lái xe á, thì nó rất là đầm, độ cách âm thì nó rất là cao. Đó là những cái chi tiết mà các bạn nên lưu ý về những cái chiếc xe Đức nha các bạn. Rồi, mình nhìn một chút về cái phần đèn đằng trước của cái chiếc Passat này như thế nào nha các bạn. Thì anh thấy hệ thống đèn ở đây toàn bộ là hệ thống đèn LED đúng không ông Tâm? Dạ đúng rồi anh. Đèn của Passat thì được trưng bày là hệ thống đèn full LED. Dưới tiếp theo dưới này là đèn halogen vàng. Phía sau cũng là đèn full LED luôn. Ok. Đèn LED xi nhan chạy là nằm ở đây.
giúp cho xe tạo điểm nhấn hơn và nó có nét gì nó rất sang trọng và nó cực kỳ thể thao. Anh thấy ở trong này nó có những cái mắt đèn như vậy thì không biết là nó có hỗ trợ cái công nghệ tự động mà điều chỉnh ánh sáng khi chúng ta vào cua hay này kia ông Tâm ha? Dạ có anh. Ở chiếc Passat này nó có tính năng auto và khi mà auto anh khi mà anh vào hầm hoặc là vào tối á, nó sẽ tự động mở đèn mở sáng lên. Mà anh đi ra ngoài sáng thì nó tự động tắt. Cái thứ hai nữa thì cái đèn của dòng xe Passat này khi mà anh vào cua á, lái vào cua thì tự động liếc, tự động mở rộng quan sáng khi mình vào cua luôn, giúp cho anh là dễ dàng quan sát, tiện lợi khi mà đi vào ban đêm. Wow, rất là tuyệt vời nha các bạn. Các bạn thấy hệ thống đèn trên cái chiếc Passat này, các bạn thấy là rất là đẹp. Ngoài ra cái chiếc Passat này thì nó được trang bị là bốn cảm biến trước và bốn cảm biến sau. Được trang bị đầy đủ ở đây. Thì cảm biến này để giúp cho mình là cái dễ quan sát được va chạm hiển thị trên cái kính lái của mình rất là an toàn. Ok, những cái hệ thống về cảm biến rất là đẹp nha các bạn. Rồi mình đứng bên này thì mình nhìn về cái hông bên xe một chút xíu nè các bạn. Thì ở đây chúng ta thấy cái phần lốp và cái phần cái này gọi là gì anh quên rồi ta? Mâm ạ. Phần mâm của chiếc Passat này. Các bạn thấy mâm là anh thấy là nhôm hay là đúc nguyên khối này đúng không Tâm? Đúc kim nguyên khối ạ. Mà mâm là 18 inch. 18 inch. Dạ. Thông số lốp là 235 45 R18. Đó. Thì ở điều đặc biệt của dòng xe Đức này á thì nó là có thêm cái ốc chống trộm nữa, là an toàn cho nó không phải bị mất cắp. Cái thứ hai nữa là cái lốp này thì được trang bị là lốp tự động vác, có lốp keo tự động vác. Khi mà mình bị cán đinh á Hoàng, thì mình rút cái đinh ra thì có lốp keo trong này, nó tự động tiết lốp keo ra, tự vác cho mình, thì mình có thể dễ dàng đi tiếp. Ngoài ra thì xe này cũng được có lốp dự phòng sẵn, cho nên mình yên tâm về mình đi đường dài. Ok, các bạn thấy ha, những tính năng rất là tuyệt vời. Hoàng thấy Hoàng khá là thích cái chỗ này nè các bạn, cái việc cái chống trộm đó. Thì như hồi nãy Hoàng có trao đổi với Tâm đó, thì ngoài cái việc mà các bạn dùng những mở những con ốc ở đây, thì một trong những con ốc ở trong cái bánh này thì chúng ta phải dùng cái thiết bị ở trên xe Google Wagon thì mới mở được. Dạ đúng rồi. Và nếu như không có cái thiết bị đó thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào mở được cái phần lốp này ra. Một cái chi tiết về mặt an toàn và chống trộm khá là tốt ha. Ok. Đấy, phần. Đi về phía hông xe, anh để ý là cái đường gân nhập nổi của dòng xe Passat tạo cho anh cái nét đường thẳng tắp từ phía trước cho giờ ra phía sau. Ok. Đây, các bạn thấy một cái chi tiết nổi ở đây, nó chạy từ trước ra sau nè các bạn. Nhìn cái xe nó tạo nên cái khí đồng học cũng như là cái tính mạnh mẽ của xe rất là cao. Và anh hoàn tự nhấn vô lúc tôi vừa xe rất là chắc, rất là chắc luôn các bạn. Các bạn nghe nè. Những cái xe Đức các bạn thấy không, đóng cái cửa nghe nó rất là tuyệt vời và rất là chắc chắn. Hy vọng là trên camera các bạn có thể nghe được những tiếng bập bập như vậy. Rất tuyệt vời luôn các bạn, rất là nặng và rất là chắc chắn. Hệ thống khung gầm rất là tuyệt vời. Ở đây thì phần đèn các bạn cũng thấy là có cái đèn LED để báo xi nhan ở đây, khá là đẹp. Phần từ cột A tới cột C ở sau này thì các bạn thấy là nó được bọc rơm, nó chạy dài từ trước ra sau vậy ha. Thì anh thấy là với cái chi tiết vừa có chrome rồi đi trên cái nền màu đen như vậy thì nhìn cái xe nó rất là khỏe khoắn ha Tâm. Đúng rồi. Nó tạo cho mình cái cảm giác là nó sang trọng. Cái này thì dòng D này thì mình đi nó rộng rãi rồi. Thì khi mà lát nữa em sẽ mời anh Hoàng và cameraman thử trải nghiệm một vòng của dòng xe Passat này, còn thử cái cảm giác lái của dòng xe này, của dòng xe Đức này và cái độ đặc chất của xe như thế này. Ok. Hy vọng là chút xíu nữa tới cái phần test ride thì mình sẽ chia sẻ những cảm nhận nó thật hơn khi mà chúng ta lái ở trên cái chiếc Passat này như thế này các bạn. Bây giờ chắc mình ra phía đằng sau mình xem về cái phần đuôi xe như thế nào các bạn ha. Wow, một cái phần đuôi xe rất là đẹp và cũng rất là sang trọng đó các bạn. Ở đây hệ thống đèn là chúng Tâm giới thiệu là cũng toàn bộ là LED hết đúng không Tâm? Đúng rồi, hệ thống đèn full LED hết, dễ dàng LED nhanh và có đèn sinh mồm sẵn ở sau luôn. Ok. Ở đây anh thấy có công nghệ Blue Motion Technology, nó là công nghệ gì hả Tâm ha? Dạ, cái này là cái hệ thống vận hành là tiết kiệm nhiên liệu, là nó Blue Motion là tiết kiệm anh. Dạ. Ok. Vận hành, khả năng vận hành. Rất là tuyệt vời.
Ở đây thì các bạn thấy là một xong, nếu mà các bạn có coi cái video mà giới thiệu về cái chiếc Polo hatchback á, thì một trong những điểm thiết kế khá là tinh tế trên những cái chiếc xe của Volkswagen đó là cái chi tiết mà chúng ta mở cốp á, thì nó luôn luôn được giấu nằm ở phía trong cái logo này. Nó tạo cho chúng ta một cái thiết kế rất là đẹp. Và đặc biệt trên cái dòng xe này thì các bạn thấy là cái camera phía đằng sau á, để hỗ trợ cho chúng ta khi mà chúng ta dê xe thì nó cũng được ẩn ở trong này luôn. Chính xác đó. Thì khi mà các bạn ngồi trên xe, các bạn bật tính năng dê thì lúc này cái phần logo này nó tự động nó mở ra và camera dê nó tự động nó xuất hiện. Một thiết kế rất là hay. Ở đây chúng ta nhấn một cái là tự động nó sẽ mở lên như vậy đó các bạn. Đó, thì các bạn thấy là một trong những cái điểm mà anh thấy khá là ấn tượng đối với chiếc Passat này đó là xe rất là dài rộng. Và cái phần cốp sau các bạn thấy không? Rất là dài ở phía bên trong luôn. Cái cốp của phần cốp D thì nó luôn tạo cho mình rất là rộng rãi. Cái này thì mình có thể được bỏ được 4 bộ gót ra. Nó rộng rãi lắm, nó thoải mái lắm. Ngoài ra thì lớp dự phòng được là mình đặt dưới này, xe được cái này. Tôi mang gắn để đổi trên này luôn. Rất là tiện lợi. Rất là hay nha các bạn. Mình có thể móc qua trên này để làm chi, là khi các bạn có thao tác chúng ta lấy bánh ra này kia thì cái này chúng ta không cần phải giữ đó. Rất là ok. Ở đây thì có thêm cái dịch gập thằng ghế thứ hai xuống, ghế nó cũng rất là tiện lợi đó các bạn thấy không. Vậy khi cần chúng ta chở những cái đồ nó hơi cồng kềnh hoặc là nó dài hơn một chút thì rõ ràng là cái chiếc Passat này nó sẽ đáp ứng cho nhu cầu của chúng ta rất là cao. Rất là tuyệt vời. Ở đây thì cái này là chính là cái để khi mà xe các bạn có cái sự cố trên đường đó thì đây là cái phần tam giác để nó cảnh báo và nó có phản quang nữa, như vậy nó sẽ giúp cho những cái xe khi mà thấy xe của các bạn có vấn đề gì trên đường thì họ sẽ dễ dàng họ tránh được, hạn chế những cái tai nạn nó có thể xảy ra. Trong này thì nó có thêm hai ngăn để đồ hai bên, mình để đồ được cố định và nó có giá đồ cố định, bắt đồ cố định ở đây. Có thêm cái bắt ở đây bắt đồ. Treo đồ, ví dụ như mình anh chị đi chợ hoặc là đi siêu thị treo đồ đây. Ngoài ra thì những trong tất cả dòng xe Volkswagen đều được trang bị túi cứu thương, túi cứu thương ở đây, dụng cụ cứu thương ở đây. Dạ, nó đầy đủ hết. Nó là luôn tiện dụng và thực dụng, là nó là dòng xe Đức. Dạ, rất tuyệt vời các bạn ha. Những cái mà chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà luôn hướng tới những cái người khách hàng rất là tuyệt vời. Ok. Rồi. Bạn thấy phần đầu xe, đuôi xe, phần bên hông rất là đẹp ha. Ok. Phần bô ha. Ok. Đây phần ống xả này các bạn, thì nó có hệ thống một cái phần ống xả bên này thôi ha Tâm hả? Đúng rồi. Về phần ống xả này thì là ống xả kép. Thì tuy nhiên cái phần ống xả này là vẫn là ống xả zin. Ví dụ như những khách hàng bên em người ta mua Passat á thì người ta đổ thêm một gói body ống xả, đổ thêm cái gói này nữa thì nó sẽ ốp giả này, cái ống này thì nó sẽ che lại giúp cho cái xe ở phía sau nó đẹp hơn, nó diện mạo nó đẹp hơn và nó ốp này nó chạy chrome này, nó giúp cái xe nó không bị khói xịn đen như thế này, nó đẹp hơn. Ok, rất tuyệt vời các bạn ha. Rồi, chắc chúng ta đi nhanh về cái phần ngoại thất là như vậy ha. Thì các bạn thấy là cái dáng của cái chiếc Passat này rất là đẹp và rất là dài. Như vậy Hoàng có thể dự đoán một cái điều là cái phần khoang nội thất bên trong nó cũng sẽ rất là rộng rãi. Bây giờ để xem bên trong nó thật sự nó rộng rãi như thế nào và nó đẹp ra sao thì mời các bạn chúng ta đến với phần giới thiệu về khoang nội thất bên trong nha. Ok. Ok, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta đến với cái phần nội thất ở phía bên trong của chiếc Passat nha các bạn. Thì Hoàng và Tâm đang ngồi ở cái khoang ghế đằng sau của cái chiếc Passat này. Thì các bạn thấy nè, đầu tiên á, giống như hồi nãy Hoàng dự đoán thì đúng thật sự là khi vào bên trong nó y chang như phần mình dự đoán đó. Một cái chiếc sedan hạng D có cái kích thước khá là dài. Và khi mình ngồi vào bên trong các bạn thấy là cả Hoàng và Tâm đều là những người có chiều cao trên 1m7 hết. Cơ thể cũng khá là bự và khi ngồi vào băng sau các bạn thấy không? Rất là thoải mái luôn. Chân mình vẫn còn cách đằng trước một cái khoảng rất là dài, Tâm cũng giống y chang như vậy đó. Cái này còn chưa kể là cái ghế này chúng ta còn có thể dịch chuyển được này kia nữa, so với lại cái việc mà chúng ta ngồi trên tài chúng ta dịch chuyển. Các bạn thấy không, hai người ngồi rất là ok luôn.
Ở giữa này thì chúng ta còn thêm một cái khoảng khoảng trống nữa. Tuy nhiên thì đối với dòng sedan thì các bạn thấy là chúng ta nên ngồi hai người thôi. Để làm chi? Để đúng lại với công năng. Hai người ngồi phía sau, ngồi nói chuyện, trải nghiệm. Ở đây chúng ta có một cái bệ tì tay, có cái khoang để chúng ta có thể để cà phê, nước này kia vân, ngồi nói chuyện giống như là hai đối tác bắt tay nhau, cái nhìn giống như là đang bắt ký hợp đồng vậy đó các bạn. Các bạn thấy không? Rất là ok. Chi tiết trên xe thì đều được bọc da hết nên là nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng. Đó. Anh thấy ở đây nó có một cái vùng điều hòa phía sau này Tâm. Dạ. Đúng rồi anh ơi. Dòng xe Passat này thì được trang bị là hệ thống điều hòa là 3 vùng độc lập. Thì ở phía sau này thì mình có thể tự động điều chỉnh cái dàn lạnh của mình. Ngoài ra thì ở đây thì có thêm cái cổng 12V. Mình có thể đấu ra mình dây cắm sạc được, điện thoại được. Ngoài ra ở khoang phía sau này á thì mình có thể lấy tự động lấy đồ được, mình thò tay lấy đồ được. Ví dụ rất là tiện lợi khi mà mình muốn lấy đồ ở trong sau cốp, mình thò tay ra cốp mình lấy được. Rất là tiện lợi khi mà mình đi đường dài không phải dừng xe mở cốp mà lấy đồ, nhưng mà mình phải trực tiếp ngồi trong này lấy đồ vẫn là rất là tiện lợi. Một chi tiết khá là thú vị các bạn ha. Như vậy mà người mà coi mấy cái phim mà bắt cóc này kia gì đó, ai mà ở trong cái xe này là có khả năng thoát thân rất là cao. Bởi vì có thể đẩy cái này ra để chui ra phía trước để mà thoát thân ha. Đồ thôi nha các bạn. Tuy nhiên đó là một chi tiết khá là hay trong cái thiết kế giữa cái hàng ghế sau và cái phần cốp phía đằng sau nó như thế nào. Đó. Ok, các bạn cũng đã thấy được cái khoang đằng sau nó rộng rãi như nào rồi. Thì chắc là chúng ta lên đằng trước, chúng ta tiếp tục chúng ta xem coi nó có cái gì hay và nó có đẹp hay không nha. Ok, mời các bạn tiếp tục. Rồi, xin chào mọi người. Đang ở trên khoang đằng trước rồi thì bây giờ mình sẽ đè máy lên nha các bạn. Các bạn thấy đè máy lên cái ghế này nó tự động nó đẩy lên phía trước liền. Như vậy mình có thể thấy là đây là một tính năng dỡ ghế, đúng không Tâm? Đúng rồi. Trên cái chiếc Passat này nó sẽ giúp cho các bạn nhớ được những cái vị trí lái của chúng ta. Và khi lên một cái, khi mà chúng ta đè máy là tự động nó sẽ chạy lên đúng ngay cái vị trí liền. Ở phần ghế của dòng Passat này á, ở bên ghế tài thì nó được trang bị là hai vị trí nhớ ghế, tích hợp nhớ gương. Ngoài ra thì nó có thêm cái massage nhẹ cho ghế tài nữa. Đó, thì khi mà anh bước lên xe, anh nổ máy á, thì nó, anh xét về vị trí thứ 1 thì nó tự động chạy về vị trí thứ 1 cho anh, tích hợp nhớ gương luôn. Cài gương cho anh luôn. Rồi ví dụ như anh tắt máy anh ra thì ghế nó tự trôi ra với xong anh dễ dàng bước ra. Đó, nó rất là tiện. Wow, rất là hay các bạn ha. Như vậy đó là giá trị của những chiếc sedan hàng D đó các bạn. Rất tuyệt vời. Anh thấy ở trên này tất cả các kính đều là kính một chạm hết, một chạm, đúng không Tâm? Chống kẹt. Kính tự động một chạm, chống kẹt. Dạ. Có khóa gương ở phía đằng sau. Dạ. Lắp 4 gương anh. Lắp 4 gương luôn. Đúng rồi. Ok, rất là hay các bạn ha. Dạ. Rồi đây là phím để chúng ta điều chỉnh về cái phần gương. Gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu. Và nó có thể gập gương luôn khi mà mình vô những cái đường hẹp nhỏ hẹp anh. Thì mình có thể gập lên mình đi được. Mình qua được thì mình qua thì mình mở lại, rất là tiện. Ok. Rất tuyệt vời. Rồi, mình cùng nhau điểm qua một vài những cái chi tiết ở trên cái khoang nội thất này. Thì ghế đằng trước cũng là ghế da giống như đằng sau luôn nha các bạn. Toàn bộ những cái bọc ở phía bên hông này thì bạn thấy là chỗ này nó cũng là bọc da hả Tâm hả? Dạ, bọc da hết á. Ok, nhìn khá đẹp và sang trọng. Ở đây thì mình thấy là từ cái cửa cho tới cái phần mặt táp lô phía bên trước nè, thì nó có một cái đường viền carbon, nó chạy dài từ đây xung quanh qua một cái xe. Đúng rồi. Các bạn thấy là giữa một cái chiếc nền đen cộng với là cái carbon bạc như vậy, nó tạo nên một cái độ tương phản rất là tốt, nó cho cái xe nó có thêm cái tính mạnh mẽ và cái tính thời trang. Ở đây chúng ta có một cái màn hình cảm ứng, cái này khoảng bao nhiêu inch hả Tâm? Cái này màn hình cảm ứng 8 inch anh. 8 inch. Dạ, màn hình này thì mình giao diện của nó rất là đơn giản và nó mượt mà lắm, nó rất là nhạy. Cái nối Bluetooth này, AUX này, USB, SD và CD, nó đầy đủ hết. Ngoài ra thì nó có thêm cái hệ thống dàn lạnh á, là nó 3 vùng độc lập. Ở đây bên anh tự chỉnh ha. Bên em tự chỉnh dàn lạnh của bên em. Ok. Dạ. Ngoài ra nó có nút SIN. Nút SIN này thì nó đồng bộ. Đồng bộ cho người lái. Thì người lái sẽ tự động điều chỉnh 3 vùng luôn. Wow. Đó, tự động điều chỉnh 3 vùng luôn. Dạ.
Như vậy là trên xe chúng ta có ba vùng lạnh độc lập nha các bạn, hai ở phía đằng trước và một phía đằng sau, thì lúc này cũng có giới thiệu với các bạn rồi đó. Đây là cái hệ thống cần số lái trên xe này các bạn đó. Thì xe này nó được sử dụng hộp số, anh thấy là ly hợp kép 7 cấp hoa tâm hả? Đúng rồi, ly hợp kép 7 cấp DSG. DSG. Hộp số này giúp cho anh là sang số êm, mượt và nó tiết kiệm nhiên liệu nữa. Khi lát nữa thì em mời anh Hoàng chạy thử, coi thử nó sang số như thế nào, êm như thế nào. Thì trải nghiệm qua chiếc xe demo anh sẽ nắm rõ hơn. Ok. Dạ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có phanh tay điện tử nè các bạn. Phanh tay điện tử. Tính năng auto hold. Đó. Ở đây thì chúng ta có cái auto start up tự động, các bạn on off ở đây. Thì ở trên cái vị trí cần số này thì chúng ta còn những cái phím đen mà nó chưa có cái ký hiệu đây, thì để cho giúp các bạn có thể gắn thêm những cái option khác, thì nó sẽ đặt những cái nút nó nằm ở chỗ này. Rất là ok. Đó. Ở đây thì chúng ta có cái chi tiết bọc da ở đây để nó tránh bụi nó vào phía bên trong. Này kia. Đây thì nó có thêm cái điếu tẩu. Điếu tẩu mồi thuốc, hoặc là anh cắm thêm cái cổng 12V đầu ra thì anh thể sạc điện thoại được. Ok. Đây, trong đây. Tức là tiện lợi, nhấn cái là nó ra lại. Ok. Ở đây thì chúng ta có cái chi tiết để mình để ly uống nước đây. Bình thường thì chúng ta có thể gạt lại. Những cái này rất là hay nha các bạn. Hoàng thấy là một số, đặc biệt là dòng sedan hạng D thì những cái này nó khá là chăm chút. Ví dụ đặc biệt một số những cái xe bình thường thì nó chỉ hở vậy thôi các bạn. Nhưng mà ví dụ khi mình không bỏ ly lý này kia vân thì ở dưới này nó rất là dễ bụi bặm này kia nó vào. Thì khi chúng ta không dùng chúng ta đậy lại như vậy. Rất là ok. Dạ. Ở đây thì mình cũng có một cái bệ tùy tay. Bệ tùy tay, mình có thể nâng lên, nâng xuống theo cái chiều của mình được. Wow. Di chuyển nâng xuống được. Nâng. Rất là hay các bạn. Nó có từng khớp á. Dạ. Chúng ta có thể kéo ra di chuyển để mình có được những cái bệ tùy tay cho nó phù hợp ha. Đúng rồi. Tùy theo kích thước của người lái như thế nào. Rất là ok các bạn. Mọi người thấy không? Dạ. Thì hiện tại xe đang đứng yên này. Thì em mời anh Hoàng thử xoay vô lăng của cái dòng xe bus sắt như thế nào. Cảm giác như thế nào? Wow, quá nhẹ luôn. Dạ. Các bạn thấy là đang đậu trong showroom anh xoay cảm giác nó rất là êm đúng không? Mình xoay mà nó giống như là gần như là không có cái bất kỳ một cái nặng nề gì hết. Dạ. Tại vì này cũng được là vô lăng trợ lực điện nè. Khi mà anh chạy với tốc độ ở ngoài đường á, vô lăng sẽ ghi lại cho anh cảm giác nó rất là thực. Khi mà anh chuyển lên hay là vào lên á thì cái vô lăng này anh nhích nhẹ là nó qua rồi. Hoặc là anh đi ở tốc độ cao thì vô lăng nó ghi, nó cứng lại, nó không nhẹ như vậy nữa. Okay. Đó là tính năng an toàn của dòng xe Đức nhập khẩu. Okay. Dạ. Các bạn thấy cái vô lăng trên cái chiếc Passat này cũng khá là đẹp nha các bạn. Thiết kế rất là vừa tầm mắt của người ngồi. Ở đây chúng ta có thể nhìn vào cái bảng điều khiển phía trước. Thì ở đây là hai cái hệ thống đồng hồ cơ nè các bạn. Kèm theo đó là một cái màn hình digital LED. Nó nằm ở giữa để hiển thị một số những thông tin lái. Thì Hoàng thấy là một số những cái dòng xe Đức thì nó vẫn giữ những cái chi tiết đồng hồ cơ như vậy. Đúng rồi. So với lại bây giờ công nghệ bây giờ thì các bạn thấy là đa phần màn hình là đều là full LED hết. Đúng rồi. Tuy nhiên thì với những cái đồng hồ cơ như vậy nó cũng tạo được một cái cảm giác lái nó rất là hay nha các bạn. Thật sự là đó là một cái điều mà xe Đức họ vẫn giữ lại để nó tạo cho cái cảm giác người lái nó trở nên nó thật hơn. Yeah. Một cái chi tiết cũng rất là thú vị. Ở trên này thì chúng ta cũng thấy là có tính năng cruise control, rồi hạn chế tốc độ, nó cũng nằm ngay trên cái phần vô lăng để nó giúp cho các bạn có thể điều chỉnh rất là dễ dàng trong quá trình mà chúng ta lái. Rất là ok. Rồi, ở đây thì xin nha anh với gạt mưa thôi. Auto anh. Auto. Mưa cả mưa. Dạ. Ở đây thì anh thấy có một cái chi tiết rất là đẹp là mình có một cái đồng hồ cơ ở đây là tâm hả? Dạ đúng rồi. Nó cho mình cái nét cổ điển. Thì nó cho mình có thêm phần sang trọng trong cái xe mình ngồi nhìn có thể nhìn giờ lên đây được. Nó rất là tiện lợi. Các bạn thấy là thay vì chúng ta phải nhìn giờ ở trên những cái màn hình LED nhỏ như vậy thì nó có một cái đồng hồ cơ như vậy. Để nó cũng là khác biệt anh. Tạo điểm khác biệt nó cũng hay. Rất là ok. Ở đây chúng ta có cái phần gương chống chói. Gương chống chói. Rất là đẹp. Trên này thì có gương trang điểm cho chị. Ok. Chị em có đèn sẵn. Đấy, các bạn nhìn lại thêm nữa. Ở đây thì chúng ta có cái khoang
để mình để đồ nè các bạn. Dạ. Rất là đẹp bên đúng trong rồi. Nó ở được. Trong đây là bọc bọc nhung, mục nhung nè. Ừ. À, mục nhung nữa nha. Thì nó có thêm cái chỉnh đèn lấy gió, gió, à. Nè, gió lạnh. Thì khi ví dụ như anh đi chơi tennis, anh hay đi chơi tennis hay là chơi golf á, thì anh bỏ một hai chai nước ở đây nó sẽ làm lạnh mát nha. Wow. Mát lạnh nha. Dạ. Ở trong này thì có thêm cái SD, thẻ SD và cái thẻ CD nữa, đĩa CD nữa. Cái này thì mình bỏ được 6 đĩa. Dạ, 6 đĩa. Wow. Rất là tuyệt vời các bạn. Rồi, mọi người nhìn lại một lần nữa về cái phần nội thất lần trước của chiếc Passat. Rất là đẹp các bạn. Đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng mà Hoàng cảm nhận được cái độ sharp và cái độ sang trọng. À, khi mà chúng ta ngồi trên một cái chiếc sedan hạng D như vậy. Đúng rồi. À, và đặc biệt đó là anh thấy không gian quá rộng rãi, rộng rãi thoải mái. Rất là rộng rãi. À. Về cái giải trí nữa thì cái dòng Passat này nó cho mình là 9 loa. 9 loa bên cửa, mỗi bên cửa là 2 loa. Là trên này thêm một loa nữa là 9 loa. Anh ha. Mỗi cửa 2 loa, 9 loa. Thì dàn âm thanh của dòng xe Passat nghe nó tương đối ổn. Ok. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái trải nghiệm âm thanh ở một cái video clip khác nha các bạn. Hôm nay quay thì nếu mà có nhạc thì sợ bị đánh bản quyền đó, nên là các bạn thông cảm. Ok. Rồi, chắc chúng ta sẽ ra ngoài mình nhìn lại thêm một lần nữa về cái chiếc Passat này. Sau đó các bạn sẽ cùng với Hoàng và Tâm chúng ta cùng nhau trải nghiệm lái một chút để xem coi là cái cảm giác lái và khi chúng ta di chuyển trên đường thì nó như thế nào. Yeah. Ok, mời các bạn. Ok. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hoàng và Tâm đang ở trên chiếc Passat. Thì vừa mới xong phần giới thiệu cho các bạn thì bây giờ sẽ tới cái phần mình test ride xem coi chiếc xe nó như thế nào. Đấy. Thì hai anh em và có cameraman luôn đang ngồi trên xe để cùng đi và chia sẻ cho các bạn cái trải nghiệm lái của chiếc này. Đây là lần đầu tiên mình ngồi lái chiếc này luôn nha tất cả các bạn, nên là Hoàng cũng sẽ chia sẻ cái quan điểm và cái cảm nhận lái rất là khách quan của mình về cái chiếc này. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị đi qua hầm Thủ Thiêm. Đó. Thì cảm giác đầu tiên các bạn là lên cái xe ngồi rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Đó. Rất là ok. Đó. Chúng ta đang đi vào hầm Thủ Thiêm nè các bạn. Thì anh thấy là cái xe chạy nó khá đầm á Tâm à. Dạ. Thì cái về qua hầm hay là vào tối á thì để tính năng auto rồi, để chế độ auto rồi thì xe tự động mở đèn. Ở phía trong xe thì anh thấy cái giao diện trong xe cũng rất là đẹp. Nó mở đèn khi mà nó ra sáng thì nó đợi tự động tắt đèn rồi. Đó là tính năng auto của dòng xe Passat. Hệ thống đèn. Dạ. Cũng khá là ok các bạn. Dạ. À. Thì khi mà mình chạy thì cái tay lái nó có cái độ gì Tâm ha. Nó không có giống như lúc nãy chúng ta ngồi trên xe, chúng ta ngồi tại chỗ chúng ta quay thì nó nhẹ. Nhưng mà thật sự khi mà chạy để tăng cái cảm giác lái của người lái lên thì bạn thấy là cái tay lái nó cũng có cái độ gì và giúp cho chúng ta có cảm giác lái nó tốt hơn. Khúc này đang lên dốc của cái hầm này. Mình thấy là nhấn ra xe tăng tốc khá là lẹ, mặc dù cái xác xe, anh nghĩ cái xác xe cũng khá nặng á Tâm hả? Dạ, xe nó xác xe nặng 1,4 tấn hơn á. Mình thấy nát nữa anh Hoàng thì cứ đi qua những cái đường gồ ghề á, cái đoạn dầm bậc giảm sóc á, rồi giảm sóc á thì qua nó trải nghiệm được cái khung gầm của cái dòng xe Passat. Ok. Cái tầm quan sát cũng rất là tốt các bạn, rất là rõ ràng. Đây, chúng ta sẽ đi cung đường test ride do bạn Tâm hướng dẫn. Chắc cung đường này mình cũng hay cho khách hàng đi test ride đúng không? Dạ đúng không? Rồi. Thì khách hàng qua đường này thì đường nó trống rộng hơn, mình dễ dàng mình lái hơn.
Đầu tiên thì khi mà anh Hoàng thấy ngồi trên cái xe này thì anh nhìn chỗ A, chỗ B nhìn rất là rộng. Đúng rồi, nó cái điểm mù nó không có nhiều. Đúng rồi, à, nhìn góc thoát nó rộng. Cái tầm kính đó các bạn, nó rất là rộng. Nên là những cái gì mà chúng ta cần quan sát là nó có cái thiết kế nó nằm trong cái tầm kính. Yeah. Như vậy là cái phần trụ A ở đây nó không có làm chúng ta bị cái điểm mù nhiều. Gương cũng được thiết kế nhỏ gọn. Tầng cái khi mà cái bộ gương này nó chung với bộ gương của chiếc Audi A6 luôn. Bộ cái khung gầm nó cũng chung với Audi A6 luôn. Anh chạy lát nữa anh cứ tăng tốc anh vào khu á. Anh vào khu cảm giác anh chắc lắm. Mình đi thẳng luôn. Dạ, thẳng luôn anh. Rồi, chúng ta thử Wow. Rất là nhanh các bạn. Con Passat này khi anh đạt lên 100 cây thì nó là rơi tầm khoảng là 7 đến 7.8 giây. Là anh lên tới 100 cây rồi. Và cái độ tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe này thì nó là 6 lít trên 100 cây. Wow. Anh vừa ôm một cái cô anh thấy nó rất là đã luôn. Yeah. Thật sự là anh chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy hết. Tức nghĩa là khi anh ôm cô đang nhanh như vậy nhưng mà cái người của mình nó vẫn bám vào cái ghế lái và nó không có bị gọi là nghiêng hay là thế này thế kia. Anh thấy rất là hứng thú trong cái khúc vừa rồi. Dạ. À. Các bạn thấy những chiếc xe Đức luôn cho chúng ta một cái sự trải nghiệm lái nó rất là tuyệt vời các bạn. Nếu mà thật sự là các bạn đi xe Đức các bạn sẽ thấy được cái điều đó nó rất là rõ ràng. Ví dụ như ở đây chúng ta đang vận tốc 40, mình sẽ nhấn. Các bạn thấy là xe lên rất là nhanh và rất là ngọt. Không có cái cảm giác nó gọi là lên hổm hả Tâm ha? Dạ. Thì xe Passat, dòng Passat này thì nó được trang bị là động cơ là 1.8, có turbo tăng áp. Và ra thì công suất mã lực của nó là 180 mã lực. Đó. Và kết hợp với hộp số này nữa thì liên kết 7 cặp thì giúp anh sang chạy cái cảm giác là anh nó mượt mà lắm. Mình anh tiếp tục đi anh không? Dạ anh vòng lại đi. Đường trong này nó hơi xấu tí. Đây các bạn thấy là mình đang chế độ camera dê đây các bạn. Màn hình rất là rộng luôn. Hả? Nét. Và khi có điểm vàng ha. Khi mà anh đánh lái cua đi, anh cua nó mở cua này. Chiếu rộng vừa cua cho anh luôn. Wow. Anh thấy cái cần số khi mà chuyển số nó cũng khá là nhẹ nhàng và mượt mà. Dạ. Bây giờ chúng ta đi qua một cái khúc hồ ghề này. Đúng rồi. Xem anh... coi. Nó tự động dập tắt dao động rất là tốt. Khi qua và nó xuống thì nó sẽ trở lại bình thường liền các bạn. Khá là tốt. Wow. Lần đầu tiên anh đi qua khu này cũng nhiều nhưng mà lần đầu tiên anh đi sát cái mé bờ sông này. Yeah. Khá là ok các bạn. Xe cái khả năng làm lạnh rất tốt nha các bạn. Lên xe chỉ cần chút xíu thôi là rất là lạnh luôn. Mình thấy ở đây mình để chế độ gió rất là thấp mà. Và mình thấy là trong xe nó đã rất là lạnh rồi. Các bạn lên xe thì cũng không cần phải gọi là mở gió nó nhiều làm gì hết, nhẹ nhàng thôi. Và cái độ mát của nó sẽ từ từ nó thẩm thấu vào và nó tạo cho chúng ta một cái sự rất thoải mái. Đây có mấy bạn nữ sống ảo nè các bạn. Đó, thấy không? Ngồi giữa đường chụp ảnh như vậy. Ê chà. Thật là căng. Làm sao không mà máy lạnh mà nó vẫn mát anh? Dạ. Em tắt máy lạnh anh xem. Wow. Ở đây một khúc ôm cua nữa. Anh sẽ thử ôm ở tốc độ khoảng 50. Xem là nó như thế nào. Wow.
xe bám đường và bám góc cua, không có cảm giác lắc lư như thế nào hết. Fast and Furious đâu. Đánh lên kia lại còn không? Lên lại. Bây giờ chúng ta sẽ thử tăng tốc. Đang chờ bé nãy nha. Thấy không? Khi mà anh đạp ga lên á. Thì cái độ chuyển số của xe anh không cảm nhận được luôn. Nếu mà anh là một người lái xe chuyên nghiệp anh mới thấy được. Còn cái này thì anh đạp nên nó chuyển số em lắm, nó mượt mà lắm. Anh vẫn nghe được những cái khúc nó qua, nhưng mà dạ, thật sự là nó rất là nhanh. Nó êm. Mình nếu mà mình không chú ý, đúng là dạ, Tâm nói, nếu mà mình không chú ý mình sẽ không cảm nhận được khi mà nó qua những cái tua số như vậy các bạn. Rất tuyệt vời các bạn. Mà chạy 450 thì vòng tua nó ở cái mức khoảng 1.500 tới 1.800, mình thấy cũng khá ok, tua máy nhẹ nhàng, chân ga rất là nhẹ nha các bạn, rất là nhẹ. Cái màn hình này nó đổi xe màn hình điện tử không? Đúng rồi, cái màn hình này thì bên hãng đã nâng cấp lên cái màn hình Digital Cockpit 13.2 inch, hình giao diện cho mình nó điện tử và nó thể thao hơn, nhìn nó đẹp hơn tí. Còn đồng hồ analog thì nó chú trọng vô đồ cổ điển, nó mạnh mẽ, kiểu dáng là thể thao hơn nhiều. Thì cái đồng hồ này là đã được nâng cấp nha các bạn. Còn đồng hồ nguyên bản của nó thì lúc nãy em cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, đó là cái phiên bản analog. Anh Hoàng có thể đi vào đây có những khúc cua này, anh vòng lại anh vô đây. Vòng lại đúng không? Dạ. Ok. Phía trong. Và cua thì anh có thể cảm giác được khi mà cua nó chắc điện thoại. Đây chúng ta sẽ lái cái đường quanh co nha các bạn. Xuống luôn. Dạ xuống luôn. Vào đêm anh thấy không? Đèn ngầm ở sáng, đó là tính năng auto của đèn xe. Khu này rất đẹp á. Đây là khu Santa của quận 2 đó các bạn. Đó, đây là ra lại cái đường mà bữa nay mình về nè. Anh đánh một khu lại là đi lên ngầm nữa. Rất là bám đường các bạn, cảm giác lái thật sự là mình rất là ấn tượng luôn. Thời tiết hôm nay cũng đẹp anh Hoàng. Thời tiết hôm nay cũng rất là thuận lợi cho buổi test drive các bạn. Nhiệt độ đang là 25 độ C, sức gió là bao nhiêu chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ biết nhiệt độ máy lạnh là 17 độ thôi. Anh cua đang cua một vòng thử, anh cua sát đây. Mà có
đây là rất tuyệt vời các bạn. Hôm nay Hoàng hơi cao hứng chút xíu, các bạn thông cảm. Bây giờ mình sẽ chạy tới kia rất là nhanh, sau đó mình sẽ quay đầu lại cho các bạn coi. Xe đứt lái khác đúng không các bạn? Thấy nhanh chậm ôm cua lắc lái, ta nói rất tuyệt vời các bạn. Ở đây mình sẽ thử ôm đầu lại, các bạn thấy là xe nó hàng D, nó hơi dài nên là khi các bạn qua những cái chữ U như vậy, chúng ta phải tạo cái góc xe cho nó rộng hơn một chút xíu, như vậy chúng ta sẽ dễ lái hơn. Mình sẽ thử cái thắng wow, khá tốt các bạn. Bây giờ là dễ xe. Tay lái cầm và xoay rất là ổn nha các bạn, rất là ổn. Yeah. Anh Hoàng, anh đi xe anh để ý á, cái dòng xe Passat này anh đạp này, nó sẽ có hai khắc ga cho anh. Nó sẽ có độ chạy ga nhất định, đó là độ an toàn của dòng xe Đức. Cái thứ hai, ví dụ như anh nắng nhấp một cái ga đầu á, thì nó đi sẽ đi từ từ, nó ra từ từ cho anh. Khi mà anh muốn tăng tốc nhanh á, anh nhấn thêm một cái nấc ga nữa, nó sẽ hai nấc ga. Anh nhắn nó ra thứ hai để nó vọt ra, nó phóng, mình đang nó nhanh từ nè các bạn. Đã thử như là anh Tâm nói rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhanh, nó mạnh nhất định. Mình có thể hiểu như này các bạn, không biết anh nói như vậy có đúng không, Tâm có thể correct anh ha. Là nghĩa là khi các bạn muốn tăng tốc là nó sẽ không có tạo cho các bạn một cái tăng tốc hổm nhanh lên liền. Đúng rồi. Mà đầu tiên nó sẽ là bắt đầu nó tạo cho chúng ta cái tốc độ lên từ từ và ở một cái mức anh thấy là khoảng 4-50. Dạ. Thì lúc đó bắt đầu nó lên một cái nấc ga tiếp theo. Dạ. Nó tạo một cái độ vọt. Đúng rồi. Đó, chứ không phải là từ đầu các bạn lên một cái chứ bạn nhấn một cái là nó đi lên liền thì đây là anh nghĩ nó là cái phần Tâm mới chia sẻ. Chính xác. Hai nấc ga để tạo cái sự an toàn cho người lái nha các bạn. Rất là hay. Lái mình sẽ cảm nhận được cái điều đó. Ok, xin chào các bạn. Như vậy cái phần test ride của cái chiếc Volkswagen Passat của Hoàng và Tâm ngày hôm nay thì sẽ dừng lại ở đây. Những cái chia sẻ, những cái cảm nhận lái từ nãy đến giờ thì Hoàng cũng đã thể hiện trong cái đoạn video này rồi. Hy vọng là các bạn cũng sẽ cảm thấy thích thú và thú vị với cái chiếc sedan hàng D Passat đến từ cái hãng Volkswagen của Đức này. Nếu mà mọi người quan tâm và chúng ta có những nhu cầu để tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại của bạn Tâm. Hoàng sẽ để thông tin của Tâm ngay trên phần mô tả của video. Ok. Yeah. Bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Xin chào. Xin chào.